Hài hước cảnh người dân không biết nên đi hay ở khi gặp cơn mưa chỉ tuôn một bên đường. Thời tiết đôi khi ẩm ương đúng như nhiều người hay than vãn, và điều này cũng được người dân ở Philippines chứng kiến khi một cơn mưa rất to trút xuống nhưng chỉ nhắm vào một bên đường. Mike Bagan đang lái chiếc xe mô tô của mình trên con đường gần tỉnh Davao, Philippines thì bất ngờ nhận thấy bầu trời trút mưa. Anh đã phải dừng xe vào cạnh một cửa hàng tiện lợi với hy vọng sẽ đợi được cơn mưa tạnh trong phút chốc. Nhưng anh vô cùng bối rối bởi ông trời như trêu người khi cơn mưa chỉ trút nước xuống một phía của con đường. Đoạn phim cho thấy hiện tượng thời tiết kỳ lạ khi một bên đường thì mưa tầm tã, trong khi phần còn lại khô ráo. Mike nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy hiện tượng thời tiết như vậy. Trông nó giống như một cơn bão chỉ cách chúng tôi vài bước, nhưng nơi tôi đứng thì khô ráo bình thường. Các nhà khí tượng học cho biết nguyên nhân là do một hiện tượng thời tiết hiếm gặp được gọi là mưa trục, nơi các trận mưa như trút nước tập trung trên một khu vực tương đối nhỏ do sự nhiễu động của mây cùng hơi ẩm từ dưới đất bốc lên. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.